Chào các bạn đã đến với kênh Cô Ba Sài Gòn. Video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món bò lá lốp. Mình sẽ không nướng bằng than, mình sẽ nướng bằng lò chiên không dầu nha các bạn. Các bạn nhìn thấy món bò lá lốp của mình hả, rất là hấp dẫn luôn. Mình tự tay vào bếp làm ở nhà ăn thì nó rất là rẻ và rất là ngon nha các bạn. Món này thì mình ăn kèm với lại bánh tráng và bún nha các bạn. Nếu các bạn thích món bò lá lốp thì hãy cùng vào bếp với mình nhé. Những gia vị mình sẽ cần dùng là đây là bột nêm, bột ngọt, dầu hào, tiêu và bột ngũ vị hương, và thêm cái gia vị chính là tỏi bằm này các bạn, và xả bằm. Thì hai cái gia vị này thì nhất thiết là phải có nha các bạn, thì nó mới tạo lên cái hương vị của món bò lá lốp ha. Thịt xay thì mình sẽ dùng cái loại thịt nạc dăm, thì nó vừa có nạc vừa có mỡ, thì cái thịt mình khi mình làm nó sẽ không có bị khô nha các bạn. Còn đây là bò mình cũng đã xay nhuyễn, và mình chuẩn bị đây là 300g thịt nạc dăm xay nè, 200g thịt bò xay, và mình chuẩn bị đây khoảng chừng 100g mộc nha các bạn. Mộc thì nó sẽ tạo cái sự kết dính của cái bò lá lốp nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ướp thịt nha các bạn. Mình cho hết tất cả thịt bò nè. Rồi mộc nè. Rồi kế đến là thịt heo nè. Sau đó lần lượt mình sẽ cho tất cả những gia vị vô. Mình cho vô đây là tỏi bằm, xả bằm, tiêu, bột ngọt, bột nêm. Các bạn dùng mà khoảng một muỗng cà phê bột nêm như vậy được rồi, các bạn không có cần nêm quá mặn nha các bạn, tại vì cái món này mình còn chấm nữa đó, cho nên mình không có nên làm mặn quá. Và kế đến là dầu hào và một ít ngũ vị hương. Mình cho ngũ vị hương nó sẽ tăng lên cái hương vị của cái món bò của mình rất là ngon. Và cuối cùng là mình sẽ cho dầu mè nha các bạn, cho thêm dầu mè cho nó tăng thêm cái hương vị nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ trộn đều tất cả những cái hỗn hợp này lên. Các bạn dùng cái găng tay nè, các bạn trộn nó sẽ đều hơn. Các bạn bóp cho nó thật nhiều thì thịt mình nó sẽ có cái độ dẻo hơn nha các bạn. Các bạn thấy thịt nó rất là dẻo ngon không? Sau khi mình bóp cho gia vị nó thấm hết rồi thì bây giờ mình sẽ cho vô cái hộp thủy tinh. Rồi sau đó mình sẽ cho nó vô ngăn mát tủ lạnh nha các bạn. Mình để khoảng chừng một tiếng đồng hồ cho thịt mình nó dẻo hơn. Thì khi đó mình cuốn thì thịt mình nó sẽ rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cho vô ngăn mát tủ lạnh. Bây giờ mình sẽ pha mắm nêm nha các bạn.
mình cho vô đây là một cái chén nhỏ nhỏ vậy, nó khoảng chừng 50ml mắm nêm. Mắm nêm này là mắm nêm xay của dì Cẩn nha các bạn. Với lại mắm nêm này nó rất là ngon luôn. Đường thì mình sử dụng là 100g. Nước cốt tắc mà thì mình sử dụng khoảng chừng 2 muỗng canh nha các bạn. Thơm thì mình bầm ra khoảng chừng nửa chén canh thơm nha các bạn. Chứ đúng là tỏi nè. Đến là ớt nè. Và cuối cùng là một ít sả bằm nha các bạn. Mắm nêm nó có một ít sả vô thì nó rất là ngon. Rồi bây giờ các bạn khuấy đều hỗn hợp này lên. Bò lá lốt thì các bạn có thể ăn nước chấm mắm nêm hoặc là nước chấm nước mắm chua ngọt đều được nha các bạn. Hỗn hợp mắm nêm của mình đã hoàn tất rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ nêm nếm lại coi nó có vừa ăn hay không nha các bạn. Mình thấy cái vị là vừa ăn rồi đó các bạn. Chua chua ngọt ngọt. Và có một ít vị mặn của mắm nêm. Vì vậy mình chấm nó sẽ rất là ngon nè. Lá lốt sau khi mua về thì mình sẽ cắt ra từng lá nha các bạn. Mình chọn những cái lá nào lớn thì mình làm mặt ngoài, còn những cái lá nhỏ thì mình sẽ để phía trong. Còn mấy cái que để mình xiên lá lốt thì mình ra chợ mình mua xài bao nhiêu thì mình mua bấy nhiêu, họ có bán lẻ nha các bạn. Thì cái que này trước khi mà làm thì các bạn phải ngâm nước cho nó thấm nước vô đây, để khi mình nướng nó sẽ không bị cháy cái que nha các bạn. Khi cuốn thì các bạn cho cái mặt láng của cái lá đó xuống phía dưới nha các bạn, để khi mình cuốn xong á, cái cuốn lá lốt của mình nó sẽ đẹp hơn. Rồi thịt đó thì mình sẽ cho khoảng chừng hơn nửa muỗng thịt vô đây, sau đó các bạn sẽ gấp lại hai bên nè. Rồi sau đó các bạn dùng cái que này các bạn xiên vô. Một que này các bạn có thể làm khoảng chừng 4-5 cái nha các bạn. Khi mà mình cuốn á, là mình đưa cái mặt láng của cái lá này nha các bạn, mình đưa xuống phía dưới. Rồi sau đó mình sẽ để nhân lên. Nhân thì mình để khoảng chừng nửa muỗng ăn cơm vậy được rồi nha các bạn. Sau đó mình sẽ gấp hai cái mép lá lại nè. Rồi mình sẽ cuốn. Thì các bạn sẽ xiên vô cái que. Sau khi mình cuốn được 4 que này rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ cho vô trong lò chiên không dầu mình nướng nha các bạn. Mình nướng ở nhiệt độ là 160 độ C. Thời gian là 10 phút nha các bạn. Bò lá lốt mình đã nướng xong rồi nè các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Rất là ngon ha. Trong quá trình nướng thì các bạn bớt lên trên bò lá lốt một ít dầu nha các bạn. Thì nó sẽ nhìn có cái độ béo hơn nè. Và nó sẽ không có bị khô. Rồi bây giờ mình sẽ xếp bò ra đĩa nè các bạn, mình rắc lên đây một ít mỡ hành ha các bạn. Sau đó mình sẽ cho một ít đậu phộng á, mình đập nát lên trên nè.
Ơi, các bạn thấy nó quá hấp dẫn luôn các bạn ha. Rồi bây giờ mình khi ăn mình sẽ chấm với lại mắm nêm nha các bạn. Nếu các bạn không thích ăn mắm nêm thì mình có thể chấm cùng với lại nước mắm chua ngọt đều được nha các bạn. Rồi xin mời các bạn nha. Ngon quá các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thích video thì các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye.